trên thực tế ngoài đời sống người kia kìa nó không có chuyện đấy có nghĩa là gì nếu mà các bạn áp dụng cái phương pháp đấy ra ngoài thực tế thì nó không có hiệu quả giống như là gì là các bạn Oppo 54 thưa thầy khi sắp xếp tài liệu tham khảo thì tên tác giả theo ABC còn tên văn bản thông tư quyết định theo chữ cái ban đầu nhờ thầy hướng dẫn em làm như thế nào. À, cái à, gì nhỉ? Cái à, cái liên quan đến cái việc ABC ấy, thì cái đấy là do mình tự quyết định, tự mình định hướng ra cái việc đấy nhá. Thì kể cả tên tác giả nhé thì người ta đối với tên tác giả người Việt của mình ấy thì họ không lấy tên của của họ đâu mà người ta phải lấy tên của cái tác giả đấy. Ví dụ như tên của tôi chẳng hạn là Vũ Duy Kiên chẳng hạn thì cái họ sắp xếp họ sẽ, sẽ lấy cái tên của tôi là là chữ K nhá chữ K mới là cái tên dùng để sắp xếp. Thế nên là tôi đã có một cái video để hướng dẫn các bạn cái điều đấy. Thế thì tí nữa tôi sẽ chỉ cho và hai nữa là liên quan đến là gì nhỉ? Đến đến các cái thông tư quyết định ấy. Thì thông tư cũng vậy, thông tư thì thường người ta sẽ lấy là cái cái chữ tự chữ đầu của cái thông tư, tên của cái thông tư đấy đúng không? để nó để nó quy định cái việc là thứ tự thế thì em sẽ em sẽ cần phải quy định cái điều đấy mình có thể quy định cái điều đấy được và nếu mà em làm trong EndNote thì có thể làm được còn còn những cái phần mềm khác thì thì tôi không chắc đâu nhá đấy. thì em sẽ vào trong này này vào vào YouTube đây nhá à, em sẽ đánh tìm chữ là sắp uh, là gì nhỉ tên tác giả tiếng Việt Vũ Duy Kiên này đấy thì em xem cái video này nhá Sắp xếp tác giả đấy. Tên tác giả tiếng Việt Vũ Duy Kiên nhé Để gửi cái này cho nhé đấy. đấy xem cái video đấy Xem cái video ấy thì sẽ biết cách Biết cách để mà Sắp xếp tên tiếng Việt Nó như thế nào Đấy bạn 24 có câu hỏi là Dạ thưa thầy, đối với nghiên cứu bệnh chứng thì phương pháp chọn mẫu giữa nhóm chứng và nhóm bệnh có thể khác nhau không ạ? À? Ví dụ như phương pháp chọn mẫu đối với nhóm bệnh là thuận tiện còn nhóm chứng là ngẫu nhiên đơn được không ạ? À? Em cảm ơn thầy. Không, cái này em sẽ phải đồng nhất em ạ. Tức là về cái nguyên tắc là mục đích em chọn nhóm bệnh, nhóm chứng đúng không? Thì là em, cái nhóm bệnh nó phải đại diện cho nhóm bệnh và nhóm chứng nó phải đại diện cho nhóm chứng thế còn cái nhóm bệnh mà mình đã thuận tiện rồi xong rồi nhóm chứng lại ngẫu nhiên thì cuối cùng là 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 nó sẽ không đại diện cho cái 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 nhóm đối tượng đấy và lúc đấy về sau mình so sánh nó cũng cũng không so sánh được tức là so sánh thì nó cũng ra kết quả nhưng cái, cái kết quả đấy nó không phản ánh cái thực tế mình hiểu nôm na như vậy ừ. nếu mà em cố tình làm thì cũng vẫn được chả sao cả chả ai cấm cái chuyện đấy cả nhưng mà rõ ràng là khi mà em làm cái việc đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả ở đây một số bạn cứ có cái tư duy là cấm mới lại có được làm mới có được phép làm hay không nên các bạn chả ai cấm được các bạn cái việc đấy cả các bạn cứ làm thôi chả có vấn đề gì cả chúng ta cố tình làm nhưng chúng ta vẫn làm mà và rất là nhiều bạn tôi thấy là bây giờ làm vẫn sai nhưng mà vẫn cứ làm mà bất chấp với tất cả thế nhưng mà mình hình dung là gì cái câu hỏi của bạn nó không phải là có được làm hay không được làm mà cái câu hỏi của bạn là gì nếu mà làm thì nó sẽ sẽ như thế nào thì lúc đấy chúng ta mới có thể dễ dàng định hướng được cái tư duy của mình cho nó tốt hơn. Đấy thì chúng ta hình dung ra gì cái mục đích của nghiên cứu là mình sẽ tìm ra được một cái một cái kết quả gì đấy mà cái kết quả đấy nó phản ánh lại với cái thực tế đời sống ở kia. Vì sao như vậy? Bởi vì mình tìm ra cái kết quả đấy để cuối cùng là gì? Là mình giải quyết cái vấn đề ở ngoài đời thực. Thế còn nếu mà giả sử như các bạn tìm ra kết quả ở đây mà cái kết quả ở đây nó không nó nó không phản ánh cái thực tế ngoài kia thì kết quả đây của các bạn nó nó vô nghĩa nó chả có ý nghĩa gì cả nó đơn giản là là chúng ta tính toán nó ra như vậy thôi đúng không? ví dụ như là chúng ta tìm chúng ta nghiên cứu một cái phương pháp để chúng ta thấy là gì có sự khác biệt giữa hai cái nhóm đấy nếu chúng ta tác động vào chúng ta can thiệp và có sự khác biệt đúng không trên thực tế chúng ta làm như vậy thế nhưng mà bởi vì sao bởi vì là chúng ta lấy cái mẫu của chúng ta nó đã không đúng thì chúng ta mới tìm thấy cái sự khác biệt đấy nhưng mà trên thực tế ngoài đời sống này kia kìa Nó không có chuyện đấy Có nghĩa là gì? Nếu mà các bạn áp dụng Cái phương pháp đấy ra ngoài thực tế Thì nó không có hiệu quả Giống như là gì? Là các bạn chế tạo ra một viên thuốc đấy, Thì nhưng mà ở trên thực tế này Chúng ta cho, chúng ta nghiên cứu ở Trong nghiên cứu chúng ta nó uống thì nó có hiệu quả Nhưng mà ra ngoài kia nó không hiệu quả Thì rõ ràng đấy là một cái sự lãng phí Và thậm chí mà chúng ta không cẩn thận là gì? Chúng ta còn bị liên quan đến các cái vấn đề khác nữa đúng không ví dụ như liên quan đến các vấn đề về 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 luật pháp nữa đúng không? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.